Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì nếu như anh chị em nào mà đang mong muốn tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2015 thì có lẽ là đây là cái mẫu xe các bạn đang cần nhé. Xe này thì chúng tôi vừa mới về, còn nguyên mộc các bạn nhé. Mới có hai kỹ thuật viên đang làm công tác dọn rửa, đấy, vệ sinh, đánh bóng, giống như một cô gái trước khi về nhà chồng ấy thôi. Là cũng được tô son điểm phấn, rồi xịt nước hoa thơm tho để cho chồng thích, cũng như là các bà con này họ hàng tự hào. Thì xe của chúng tôi cũng thế, cũng phải làm sạch sẽ lên để các bạn có thể thấy. Đấy. Dọn rửa sạch sẽ đánh bóng để cho các bạn có thể đến thấy là thơm tho các bạn nhá. Chúng ta đi một vòng các bạn nhìn này. Đấy. Xe thì cũng chưa có, mới về đây chưa có sơn xi lại dọn rửa đâu nhá. Đấy, nó mộc như này, nguyên mộc như này nhá các bạn nhá. Nó quá đẹp đúng không ạ các bạn? Đây. Cực kỳ đẹp các bạn ạ, cực kỳ đẹp các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Đây, hai kỹ thuật viên đang làm công tác dọn rửa đấy các bạn nhìn. Làm công tác dọn rửa nhá, xe quá đẹp. Tất cả những keo chỉ vẫn còn rất là nguyên bản này. Những đường keo chỉ vẫn rất là nguyên bản. Đấy. Xe này là xe trong gia đình đi nhá. Đa phần ấy thì các bạn có thể thấy thì đa phần thì chúng ta thấy là Fortuner máy dầu ấy thì là thường này chạy dịch vụ. Tuy nhiên thì con này là con gia đình đi, đã độ lên nóc thêm rất nhiều phụ kiện. Lát đây chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể. Đây, ghế da này, giám sinh cái nhiệt chính hãng này, trải sàn xi phi cao cấp rất được rồi, trang bị rồi nhá. Cái hay nhất của cái dòng xe này ấy, đó là gì? Khi mà tôi nhìn, tôi đi xem xe, tôi nhìn ấy, thì thấy là con này không khác gì cái con xe số tự động. Bởi vì nó chế độ nhớ ghế này con gì này. À, chế độ là lái chỉnh điện này. Đấy. Tôi cứ tưởng là đây là xe số tự động, nhìn rất mình. Đấy, tuy nhiên thì đây là khách hàng độ thêm cả cái bộ điều chỉnh điện ghế lái các bạn nhá. Cũng như là ghế da này, trải sàn CVT cao cấp này. Được trang bị đầy đủ các bạn nhá. Đầu DVD được trang bị rồi này, camera lùi được trang bị rồi. Đấy, nó thảm sàn này được trang bị hết, đầy đủ hết. Đấy, xe đi cực kỳ ít này. Các bạn nhìn này. Đấy, không có dấu hiệu mòn ở vô lăng một tí nào cả. Quá đẹp đúng không ạ? Xe đang dọn rửa các bạn nhá, đang dọn rửa này. Không thể đẹp hơn được. Con này nó cũng đẹp ngang với con hôm trước mà tôi vừa mới về. Đó chính là cái Fortuner máy dầu một cầu số sàn 2015 các bạn nhé. Và tôi mới về. Thì các bạn có thể thấy thì con đấy chúng tôi cũng về trong ngày, bán ngay lập tức. Bán ngay trong ngày thôi các bạn. Bán ngay trong ngày các bạn nhé. Đấy. Sáng về thì chiều bán luôn. Con này thì nó đẹp như này thì cũng hy vọng thế. Đây này. Đẹp không kém gì con 2015 hôm trước các bạn nhé. Màu xám nhé. Đấy. Nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp. Đây động cơ này. Cực kỳ mới, cực đẹp nhá. Cũng dọn rửa lên. Xe này chúng tôi đang chào bán nó 718 triệu. Và nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng ấy thì hãy vui lòng ấn like, subscribe kênh chúng tôi, dành tặng cho anh chị một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 10 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của các bạn khi đến trực tiếp mua xe và ký hợp đồng mua bán. Đặc biệt hơn nữa là nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe này thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333. Hãy gọi điện trước khi đến để xác nhận được tình trạng xe có còn hay không, tránh trường hợp với anh chị mất công. Đấy. Rất là mong được phục vụ các bạn. Hiện tại thì xe này cũng đang có chính sách hỗ trợ trả góp lên đến khoảng tầm 70%, như vậy chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 200 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và cảm nhận may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.